Lần đầu tiên đi taxi mà chúng tôi lại có gặp một nữ tài xế taxi ở Việt Nam lần đầu tiên. Chắc là cái điều này cũng không phải là nhiều người có được cái may mắn này. Làm ruộng thì mình sẽ có thóc lúa sẵn. Nhà quê thì thường hay có thóc lúa này rồi rau cỏ sẵn nên là cũng phải làm ạ. Lúc đấy em mới có 24 tuổi và đang mang bầu một cháu gái. Thì qua mấy năm thì cũng vất vả làm ruộng rồi vất vả làm mọi thứ để nuôi con, thì em quyết định là đi theo nghề của chồng kiếm sống nuôi bản thân và nuôi con mình. Dục muốn là con cái lớn lên nó sẽ làm được cái gì, nó làm cái cuộc sống của con cái như thế nào? Em chỉ mong sao cả đời em vất vả để cho con được ăn học tử tế, sau này có nghề nghiệp ổn định, đỡ vất vả. Dù em vất vả như nào chăng nữa em cũng cố gắng làm sao cho con thật tốt đó. Sau một chuyến đi dài ở Việt Nam, chúng tôi vừa mới trở lại Bonsa và được gặp ngay nhà báo Vũ Trung. Ngày hôm nay anh Vũ Trung có một câu chuyện rất là thú vị liên quan tới cô tài xế Lê Thị Dục mà Phố Bonsa TV đã vô tình phỏng vấn vừa qua ở Hà Nội. Một cô tài xế một ngày làm nông dân, một ngày làm tài xế. Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện. Nhà báo Vũ Trung, được biết là anh vừa rồi cũng đã có sự liên lạc với cô Lê Thị Dục, một cô tài xế một ngày làm ruộng, một ngày lái xe. Anh cho biết trong cơ duyên như thế nào mà anh gọi cho cô tài xế đó thưa anh? Vâng, trong buổi trước đây khoảng 12 giờ đồng hồ thì tôi có xem cái clip mà anh phỏng vấn cô Lê Thị Dục, người đang sống ở một cái thôn Tân Mỹ, Trương Mỹ là xã thì phải, xã Trương Mỹ, thôn Tân Mỹ, nó còn có huyện thì nó cơ. Tự nhiên đâm ra tôi cảm kích những cái phát biểu của cô tài xế một ngày làm tài xế taxi, một ngày để làm ruộng. Và cái ngôn ngữ của cô nó mộc mạc lắm. Ánh mắt của cô và cái câu hỏi của cô hỏi ngược lại anh Lân khi anh Lân hỏi. Tôi rất cảm kích. Ví dụ chẳng hạn như là để làm gì anh ạ? Khi mà hỏi là xin, anh Lân có ý là muốn xin số điện thoại để biết đâu có người liên lạc với cô, thì cô nói như thế, cho nên tôi và bà xã cũng đều xem và cả hai cũng cùng chung một cái nhận định. Không ngờ rằng là sau khi xem xong cái clip này á, thì tôi lại lướt qua những cái comment của người xem phim á, thì tôi thấy tại sao đa phần là nó, tất cả những cái comment đó, những cái ý kiến đó, nó đều trùng với suy nghĩ của mình. Nó trùng suy nghĩ của mình là gì? Là thứ nhất là giống với suy nghĩ của những người cùng xem cái clip, cái sự cảm nhận nó giống nhau, nhưng mà tự chung nó có thể nhắc lại đây là ngôn ngữ mộc mạc, con người chân thật, cứng cỏi, sự quan tâm đến là đến cái đời sống của đứa con gái 6 tuổi. Và sau khi xem xong clip cùng mấy đọc lướt qua tất cả những comment, thì tôi cũng đã gửi những cái comment của cá nhân tôi ở trên mạng, và cũng có cái ý là đây là cái trường hợp khá đặc biệt mà xứng đáng để được hỗ trợ về nhiều mặt. Thì cái lời kêu gọi của tôi đã có dùng cái chữ chúng ta để trong cái nháy. Thì tôi cũng đã giải thích các bạn không vui với cái chữ chúng ta, cho rằng là tại sao chúng ta lại cái anh Vũ Trung này là để trong cái asterisk, cái hai cái ngọc kép. Nó đơn giản là khi mà tôi đưa ra lời kêu gọi hỗ trợ với cô Lê Thị Dục này đó, mục đích của tôi là làm thế nào để cho cô có cái tinh thần của sống cứng cỏi, tự lập bằng cách là vừa làm ruộng vừa lái xe. Và cô, nếu mà để ý ký thì quý vị cứ đồng ý là cô chỉ mong là đứa con 6 tuổi của cô được những cái cơ hội đi học bình thường như các trẻ em khác,
Thì đối với tôi là một người đàn ông thì tôi nghĩ rằng đây là một cái nỗ lực đáng đáng nể trọng của một người còn trẻ nhưng mà quan tâm đến cái đời sống của con mình. Dường như là nhà báo Vũ Trung một cách rất cụ thể đã cũng đã có giúp đỡ cho cô tài xế Lê Thị Dục này. Cái điều hay là khi nó rất khó cho tôi khi tôi nói chuyện, tôi gọi điện thoại trực tiếp về đó, thì tôi rất khó nói chuyện. Tôi chỉ có thể dùng là cô có thể cho tôi biết địa chỉ để làm thế nào có được một món quà nhỏ cho các cháu, cho cháu không. Thì qua cái cảm nhận bằng cái trả lời đó ập ừ và gần như là không có vội vã đó, thì mãi thì có thể là cô phần nào đó tín nhiệm rằng qua cái câu chuyện mà để làm quen đó, thì cuối cùng cô có cho cái địa chỉ. Và chính tôi ngạc nhiên là cái địa chỉ thì không có số nhà, và cũng qua nhờ cô thì biết rằng à, hóa ra là Việt Nam vẫn có tình trạng không có số nhà, chỉ cần gửi một cái thơ hay là một món quà nào đó thì sẽ về qua xã cho huyện ở thôn, thì thôn thì cái ông thôn trưởng sẽ đến giao tận nơi. Nhưng mà ở những trường hợp khác không phải gửi lá thơ, không phải gửi một món bưu phẩm thì sao, cần phải trực tiếp thì sao? Thì đó là cái câu trả lời của bà. Phải nói rằng là tự nguyện, chứ bản thân của cô Lê Thị Dục rất hay. Chính cái trong kinh thánh hay là gì đó đều nói rằng là chính những cái sự thật đó, nó mới làm cảm lòng người cảm kích. Qua câu chuyện thì anh cảm nhận như thế nào về cô tài xế này, cũng như là anh được biết thêm về hoàn cảnh của cô ấy mà không có trong cái video clip nữa? Thưa cũng nhân tiện đây là một người thứ ba không phải là cô Dục, thì tôi nói có lẽ là nó tương đối thuận lợi. Nhưng mà về phần có đúng cách hay không đúng cách khi kể chuyện của một người khác qua cái sự trao đổi riêng tư đó, nên hay không nên, thì tôi đành phải để cho tất cả quý vị xem cái clip này phê phán. Cô có những cái xúc động nhất định. Cô nói rằng là cô sinh ra được một đứa con gái, và chính đứa con gái đó nó lại dưới ánh mắt của những người không phải là ruột già, tức là ruột già bên phía chồng, người chồng đã mất rồi đó, thì có vẻ như là họ cần một đứa con trai. Có nghĩa là họ mong muốn họ có một người cháu nội là con trai, mà lại nó lại không phải là con trai, nó là con gái. Cho nên đó là, theo tôi hiểu, đó là một trong cái nỗi băn khoăn và khổ của cô. Và chính cái điều đó làm cô vươn lên là cứng cỏi, để nhất định phải bằng mọi giá, vất vả đến mấy cũng để cho đứa con mình nên người. Và một lần nữa thì tôi rất cảm kích và cũng phải cảm ơn anh Lân đã thỉnh thoảng có những cái clip mà rất là dễ thương và tình người như thế này. Cuối cùng thì nếu mà có một cái lời nói nào đó với cô Dục thì nhà báo Vũ Trung qua cái chương trình này sẽ nói gì? Tôi có cái thói quen là khi mà với những người mà xứng đáng á, thì chúng ta cứ hãy thẳng thắn, mạnh dạn, có điều kiện giúp được, giúp cho những người ấy bằng hình thức này, hình thức khác. Mà theo tôi hiểu, cô đưa ra số điện thoại ở trên cái phỏng vấn của anh Lân đó, cô cũng rất mong muốn có những người lớn tuổi, có những người có kinh nghiệm sống hoặc bằng tuổi của cô nói những cái lời vấn an, vực dậy tinh thần của cô. Đó là một cái cốt lõi của cái điều mà cô muốn, chứ không phải là không nhất thiết là cô mong cái sự hỗ trợ về mặt vật chất. Tôi cho là tinh thần là chính yếu đối với cá nhân cô Lê Thị Dục này. Thì tuy nhiên, hỗ trợ tinh thần và hỗ trợ vật chất nếu có thể được thì chúng ta cũng nên làm, tại sao không? Còn nói với lại chính cô với Lê Thị Dục thì nhà báo Vũ Trung sẽ nói gì với cô ấy nếu mà cô ấy ngồi trước mặt anh? Tôi có đưa ra lời nhắn nhủ trước khi kết thúc cái điện thoại kéo dài trên dưới một tiếng đồng hồ với cô Lê Thị Dục á, thì tôi bảo cháu cứ hãy sống thẳng thắn, lành lặn, không tham của người, thì chắc chắn là đời sống của cháu và con của cháu nó sẽ có một cái sự hỗ trợ đặc biệt lắm. Và tất cả cái điều nguyện, điều ám muốn của mình sẽ vượt qua hết và nó sẽ sáng rủa. Cái quan trọng làm sao giữ được cái tinh thần như cô Dục đang làm như hiện nay thì mọi việc sẽ toại nguyện. Chúng ta vừa mới nghe nhà báo Vũ Trung chia sẻ những cái tâm tư của nhà báo với một nhân vật đã vừa mới xuất hiện trên phố Bosa TV cách đây vài ngày, cô tài xế Lê Thị Dục. Một ngày làm ruộng, một ngày lái xe.
coi như câu chuyện vô tình trên đường phố Hà Nội đã không chấm dứt ở đây mà đã có cái sự ảnh hưởng nào đó đối với lại những người xem ở phố Bô Sa này. Hy vọng câu chuyện sẽ còn được tiếp diễn. Kính chào quý vị khán giả của chương trình Phố Bô Sa TV. Nếu mà không có gì trở ngại, nếu mà ai muốn liên lạc vì lý do gì đó với Dục thì như thế nào? Có thể được cái thông tin liên lạc không? Liên lạc làm gì ạ? Không biết được, nhiều khi có người ta xem thì người ta lại rất thích để mà liên lạc vì cái gì đó. Em cũng mong muốn là mình có những người bạn hoặc là những người yêu thương mình, thì nếu như mà có ai xem thì em cũng mong là có thêm những người bạn hoặc là những người cô, người bác để em tâm sự thêm ạ. Rồi. Vâng ạ.